coi coi là cái voucher bao nhiêu. Trời đất ơi, cái voucher 5 triệu luôn. Đó, 5 triệu. Trời ơi con ơi, chơi đẹp quá. Nhưng mà con biết không, nhà này đông người lắm á. Mình cho một người thì người đầy phiền, người kia trách. Con phải cho người nào cũng như vậy mới vui nha. Dạ, con tặng bác hộp mỹ phẩm cao cấp cùng với phiếu chăm sóc da toàn thân của spa nổi tiếng nhất thành phố này đó. Con thấy bác đẹp vậy rồi nè, chỉ cần bác đi chăm sóc một liệu trình là đảm bảo nhìn bác trẻ như 30 tuổi luôn đó bác. Vậy hả con? Trời dạ. Con khéo quá à. Rồi con nói toàn là sự thật, bác thích con quá thì không được con ơi, hôm nào á bác có đi á là con đưa bác đi cùng nha, chứ bác ngại đi một mình mấy chỗ này lắm, mắc cỡ quá à. Dạ bác rảnh thì bác cứ điện cho con để con kêu tài xế qua đón bác, chứ dạo này con cũng bận biểu tại cũng sắp tiếp quản công ty của má con. Nhưng mà mà thôi, nếu bác thích thì con sẽ đi cùng với bác. Cảm ơn con nhiều nghe. Dạ. Ây cha, con chưa chưa nổi quá. Bà nội mới qua. Mẹ. Con. Dạ. Ủa ai mà xinh gái vậy? Dạ, bé này á tên Kiều Linh, là con của bạn con. Bạn con tên là Kiều Trang, làm yoga lớn lắm mẹ, bữa nào con đưa mẹ đi tập. Ngoài bạn con đó mẹ, nó giới thiệu, nó tập ở chỗ Kiều Trang á, cái nó giới thiệu cho con, cái Kiều Trang có đứa con gái xinh xắn là bé Kiều Linh đây, cái giới thiệu cho nha, cho con để con giới thiệu. Xa dữ vậy đó hả con? Dạ. Xa quá ha. Dạ. Trời ơi, xa. Tại đó hai qua hai ba lớp lận mà. Con tính giới thiệu cho Phi Lân đó hả? Đúng rồi. Chào bà nội đi con. Dạ, con chào bà nội. Khoan con, khoan nói cái câu đó. Ở trong nhà này cái gì cũng phải đúng phép tắc nha con nha. Con chỉ cần chào bà thôi, chứ còn đừng có nói chữ nội. Nội là dành cho mấy đứa cháu ở trong nhà ha. Đúng rồi đó em. Lúc mà chị mới về đây, chị mới bước vô cái nhà này, ngồi ngay cái chỗ của em luôn á. Chị chào bà nội cái chị bị nhắc nhở á, cho nên là từ đó cái chị bỏ luôn chữ nội, chị chỉ kêu bà thôi hả. Bị nữa hả? Dạ. Ai nhé? Dạ mẹ. Mà với lại á, bạn của con đâu phải là cháu nội của bà đâu. Cái gì mà nội vậy? Chỉ kêu bằng bà được rồi con. Nhớ. Giờ mẹ con nhớ rồi. Dạ. Vậy thôi kêu chào bà đi. Chào bà đi em. Dạ con chào bà. Chào con. Nói gì, bữa nay người ta bận ở nhà coi mắt cô dâu tương lai rồi, không có tới đây đâu mà tìm, mà kiếm, mà trông. Em có ngó ai đâu, em nhìn coi chị Đan Thanh có ở đây không chứ bộ. Ủa thì anh cũng đang nói Đan Thanh chứ anh nói ai đâu. Anh đang trường chọc em hoài mà. Hôm nay Phi Lân đi coi mắt cô dâu thiệt hả anh? Hèn gì, mấy bữa nay không thèm gọi cho em một tiếng nào hết. Đàn ông đúng là thứ bạc bẽo. Rồi anh này anh thấy em hơi kỳ nha. Cái này là từ đầu em đòi chia tay nhỏ, tự nhiên giờ nói nhỏ bạc bẽo là làm sao. Hôm rày Đan Thanh nó cũng kể với anh, nó nói tội nghiệp Phi Lân lắm. Hôm rày là nó coi như là nó khổ tâm, nó phải đi chạy dại đi cầu cứu người này người kia, tới mức mà đi cầu cứu bà nội luôn. Vì cái kế của cái bà Dạ Ngọc đó, bà bày ra cái kế là đi tuyển mấy cái cô người mẫu chân dài đó đẹp đẹp không à, tới nhà coi mắt Phi Lân đó, Phi Lân nó gật đầu đứa nào là cưới liền đứa đó. Tội nghiệp nhỏ, tới cô không chịu đứa nào hết, mà nhìn cái mặt nó như khỉ ăn ớt vậy đó, thấy thương lắm. Thì em thấy dễ ợt mà, mình lớn rồi, mình không thích để ai mà ép mình được. Với lại người đó cũng đâu phải là mẹ ruột của mình đâu. Đó, cái vấn đề là nó nằm chỗ đó đó. Nếu mà mẹ ruột thì có chuyện gì để nói ở đâu đúng không? Ví dụ hai mẹ con ruột cãi lộn với nhau, cự cãi với nhau, mâu thuẫn với nhau, đó là chuyện bình thường, cãi xong thôi, mẹ con ruột mà. Mà cái này là Phi Lân nó là cái con nuôi thôi, thấy không? Vì Gia Ngọc đâu phải là mẹ ruột đâu. Nếu mà nó lớn tiếng á thì thiên hạ sẽ nói nó là cái đứa vô ơn, cái đứa bất hiếu. Mà trong khi trong lòng nó cũng thương gì Gia Ngọc thiệt tình mà. Mà bữa Phi Lân nó có nói với toàn bộ gia phả nhà nó luôn, nó mạnh miệng nó tuyên bố một câu, nó mà không lấy em
là coi như nó không lấy ai hết, ở vậy tới già luôn. Anh nói thiệt không? Trời, mấy cái chuyện này anh đâu có giỡn được em. Thiệt. Mà nghe đồn đâu là bữa nay là ở nhà là mấy cô người mẫu, hoa hậu, hoa khôi gì đó tới con mắt rần rần dữ lắm nha. Mà nó đâu phải sỏi đá gì đâu em. Lửa gần rơm lâu ngày nó cũng bén, đúng không? Nó tới coi liên tục như vậy đó. Em này đòi chia tay với nó. Nhiều khi nó ừ đại cho bỏ tức á. Nói thiệt. Em cũng đầy trai theo đây nè. Mấy thứ mà mê gái như vậy á, em đá luôn, không thèm tiếc. Thôi tiếc không? Thiệt thì không tiếc không? Anh nói thiệt nha. Em nếu mà em thương Phi Lân thiệt tình á, thì em phải cư xử cách nào? Chứ anh thấy Phi Lân nó khổ tâm dữ lắm á. Ví dụ giờ nè, nó lễ phép ngoan hiền với một cái người mà không phải là mẹ ruột với nó, thấy không? Mà nó lễ phép như vậy rồi thì sau này về nhà nó mới yêu thương, nó chăm sóc cho vợ con của nó chứ. Anh thấy anh nói đúng không? Kiều Linh đây á, không chỉ đẹp đâu mà rất là giỏi giang nha mẹ. Biết kinh doanh rồi, rất là năng động đó mẹ. Mẹ biết không, Kiều Linh mới tặng cho con á bộ mỹ phẩm cao cấp dưỡng da. Nè, đẹp lắm mẹ. Còn có hả, cái voucher trong đây trị giá rất là cao. Hôm nào con đưa mẹ đi dưỡng sắc đẹp nha. Trời ơi, biết đối xử quá ha. Dạ. Tốt vô cùng luôn ha. Dạ, dễ thương. Mẹ mượn mẹ coi dạ. Nha. Để xin lỗi coi là cái voucher nhiêu. Trời đất ơi, cái voucher 5 triệu luôn. Đó, 5 triệu. Trời ơi con ơi, chơi đẹp quá. Dạ. Nhưng mà con biết không, nhà này đông người lắm á. Mình cho một người thì người đầy phiền, người kia trách. Con phải cho người nào cũng như vậy mới vui dạ. Nha. Đại diện được rồi. Dạ không sao. Nếu mà nội thích á thì để bữa sau con tặng nội một cái liệu trình chăm sóc toàn diện khác ha. Thôi nội già rồi con, làm chi ba vụ này tốn kém vậy. Chỉ cần con tới đây nè, rồi con với lại Phi Lân á, mà hai đứa mà thành đôi á, là chỉ nhiêu vậy là bà già này mãn nguyện rồi à. Trời ơi, mấy cái tốn kém này á, nội không phải lo. Gia đình con có điều kiện mà. Với lại á, gia đình con á, cũng có cổ phần trong cái spa đó. Nên là con muốn gì cũng được hết á. Anh nội chỉ mong sao mà con với lại Phi Lân mà thương nhau đó, rồi hai đứa cùng về chung một nhà, rồi cái gia đình mình quay quần với nhau vậy nè con. Trời ơi vui lắm, nội cứ nghĩ tới cái ngày đó là nội thấy vui rồi à. Ủa sao phải ở chung? Sao phải ở riêng? Không ở chung được, phải ở riêng á nội. Ủa cái này tại vì là mẹ chồng con từ xưa giờ là đã có một cái câu mà gọi là giống như câu, gọi là câu gì con? Nội. Cái slogan đó. Slogan à. Con dâu là phải ở chung gia nhà với mẹ chồng. Mà cũng tốt mà con ha. Con rồi còn vậy nữa nè con. Mình về ở chung nè ha. Rồi mình phải chăm sóc tất cả mọi người trong nhà, tranh thủ lúc mẹ chồng con vẫn còn đang trẻ. Con phải sanh nhiều em bé vô. Lúc đó cái gia đình này phụ con chăm sóc đồ này kia nọ. Hen con. Dạ không. Bà nội à, con nghĩ á là phụ nữ nên phát triển bản thân, tạo dựng sự nghiệp trước đã. Nếu mà có lấy chồng thì cũng phải 6-7 năm nữa mới sinh con. Mà sinh thì sinh một đứa thôi, sinh nhiều dữ vậy. Với lại dáng con vậy, sinh nhiều hư hết dáng con sao. Nhưng mà tại vì mẹ chồng con thích mà. Mẹ bà nội cũng thích nữa. Mà nhà này ai cũng thích hết trơn. Ai cũng thích, con cũng thích nữa. Con có con còn thích mà. Bà thích chắc lắm. Yeah. Con phải sanh, con đừng để 6-7 năm. 6-7 năm lúc đó mẹ con là lũ khủ rồi. Đi là chống gậy rồi, làm sao mà chăm sóc được. Dạ con đâu có cần đến mẹ chồng. Con thuê vú nuôi chăm sóc em bé được mà. Ý em nói vậy là em không cần mẹ chồng luôn hả? Dạ không. Thôi không có được đâu. Vậy làm dâu nhà này mà không cần mẹ chồng là không có được. Tại vì á, mẹ chị á có một cái quy định như vậy nè. Là cháu phải để cho bà chăm sóc thì bà mới yên tâm. Giống như con chị nè cũng là để bà chăm sóc á. Em không cần mẹ chồng luôn. Trời sao về nhà ở được nội. Hỏi ý kiến Phi Lân sao con? Sao con? Dạ đúng rồi đó. Với lại á, mẹ hả còn nói là phải hả chăm sóc gia đình, ngoài ra là phải nấu ăn ngon nữa. Mà ở ngoài em làm gì không biết, nhưng mà về nhà là phải biết chăm sóc tất cả mọi thành viên trong gia đình. Đúng rồi con. Thôi con nhớ ra là con mới có công chuyện. Thôi con xin phép cả nhà con về ha. Ủa không ở lại nấu bữa cơm ăn vui vẻ với mọi người hả em? Vô bếp chỗ tài liền. Dạ thôi em không biết, với lại em cũng không thích mấy cái bếp nhúc nấu nướng đâu. Mà bác, con nghĩ là
bác cũng đẹp rồi, chắc khỏi cần phải chăm sóc da ha. Thôi cô xin phép con cầm hộp mỹ phẩm cao cấp cùng với cái voucher này về. Thôi con chào bà, con chào bác, con chào cả nhà, con về nha. Cái gì mà xúc tích năng động vậy trời? Cái năng động đến nỗi mà tôi bị hai đứa hồi với bà nội phá tôi phải không? Đâu có, chị chỉ nói lại đúng cái hoàn cảnh mấy năm trước đây thôi, y vậy đó con. Hoàn cảnh gì? Thì hồi xưa mẹ nói đó. Nói gì? Thì nói y vậy đó. Ủa, con đâu có nhớ đâu. Nhưng mà con nhớ hết á. Thôi bây giờ mặc kệ tôi đi, tôi muốn chọn dâu như thế nào á là mặc kệ tôi đi, đừng có ai xen vô chuyện của tôi nữa, bực bội quá, quê quá trời quê như nào. Thì con mà là mẹ con chắc con cũng quê chết luôn á. Ngọc nè. Dạ. Mẹ xin lỗi cái vụ mà nói chuyện với bé Kiều Linh hồi chiều. Thiệt ra thì cũng con nhà giàu, cũng đẹp gái lắm á con. Nhưng mà không hiểu sao nó giống như có cái vấn đề gì trong đầu á. Nó không có ổn. Nó tưng tưng, nó sáo, nó kỳ lắm. Hả? Thì đứa được này mất cái kia mà mẹ. Không sao đâu mẹ, thư thư thả thả đi. Rồi con sẽ tìm mà vợ cho thằng Phi Lân. Bằng mọi cách con sẽ tìm ra được đứa như ý gia đình. Mẹ à, mấy cái chuyện đó mẹ để sao được không? Chứ sao sao gì trời. Chuyện tình cảm mẹ cứ để từ từ đi. Mẹ hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ là Khoan hay lấy vợ đúng không? Thì bây giờ cứ kiếm cái cô nào đó mình đặt cọc ở đó. Con làm ra trai bạn gái yêu nhau, hiểu không? Rồi từ từ mình cưới. Có dần đi con, tiền khó lắm á. Em yên tâm đi, từ từ cũng có vợ thôi. Giống anh hồi xưa nè. Cũng may là anh biết tính mẹ trước. Anh với chị á mới lén lén làm ra cubo, bây giờ anh mới có vợ đó, chứ không thôi là làm gì có vợ. À, lén lén bữa nay lòi rồi em. Vậy mà đó ha, bạn nói với tôi là con đâu có biết cái chuyện này nó xảy ra vậy đâu. Sợ hả mày? Tôi nói cho em cái động lực thôi mà mẹ. Thì sau này mẹ muốn tuyển vợ cho ai thì hả? Tiễn vợ với cu bo đi mẹ. Chắc rồi, đứng đó mà chờ đi. À, mẹ, sắp tới sinh nhật của mẹ rồi. Mẹ có muốn mời thêm mấy bạn của mẹ không? À, mẹ với mấy bác giờ cũng già rồi con. Trời ơi, tổ chức này kia nó phiền lắm. Thôi giờ vậy mình cứ làm cái bữa cơm thân mật trong gia đình mình vậy đó. Dạ. Ở trong nhà mình thôi. Hôm đó là đứa nào mà có bạn mà muốn dẫn về giới thiệu thì dẫn mẹ về giới thiệu cho nội ha. Mẹ con Dạ Lan nó ế luôn rồi. Nếu nó có là con biết rồi, con cho nó về rồi. Không, dạ, mà mẹ đang chỉ ở đây nè. Mẹ đang chỉ ở đây. Nàng nghe nói là con có người bạn gái tên là Lam Lam phải không con? Thành ra giờ sẵn cái bữa cơm gia đình đó, con dẫn tới cho nội coi mặt nha. Dạ. Thật ra hả, con không có thích cái cô bé nó tới dự đâu. Con chỉ thích nhà mình với nhau thôi à. Em, một năm mới có sinh nhật mẹ có một lần, tao chiều mẹ đi. Chỉ nội đi mẹ. Con à, chỉ là một bữa cơm đầm ấm ở trong nhà thôi. Nếu mà con thương mẹ, con tôn trọng cái ý muốn của mẹ đi nha. Là một ngày đẹp trời anh mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm